Phẩm Thân Kim Cang, phẩm thứ nhì. Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Ca Diếp: Thiện nam tử, thân Như Lai là thân thường trụ, thân không thể hư hoại. Thân Kim Cang chẳng phải thân do sự ăn uống mà thành, chính là pháp thân. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, con chẳng thấy được những thân mà Phật vừa nói đó. Con chỉ thấy duy có cái thân vô thường, cái thân hư hoại thành cát bụi, cái thân do ăn uống các thứ hút vào mà có đó thôi. Vì sao vậy? Vì Như Lai sắp nhập Niết Bàn. Phật dạy: Ca Diếp, nay ông không nên gọi thân Như Lai là không bền bỉ, phải chịu hư hoại như thân phàm phu. Thiện nam tử, nay ông nên biết thân Như Lai trải qua vô lượng ức kiếp vững bền khó hoại, chẳng phải như thân của hàng trời người, chẳng phải là thân chất chứa sự sợ sệt, chẳng phải là thân do sự ăn uống các thứ vào mà tạo thành. Thân Như Lai thật chẳng phải thân mà là thân, chẳng sanh chẳng diệt, không có sự tu tập. Thân Như Lai là vô lượng vô biên, không có dấu vết, không thể nhận biết, nhìn thấy, rốt ráo trong sạch, không có sự dao động, không thọ nhận cũng không hành động, không chỗ trụ, không tạo tác, không có mùi vị, không hỗn tạp, chẳng phải hữu vi, chẳng phải nghiệp quả, chẳng phải hành, chẳng phải hành diệt, chẳng phải tâm, chẳng phải tâm sở, không thể nghĩ bàn. Sự thường tồn của thân ấy không thể nghĩ bàn, không thuộc về ý thức. Vốn lìa khỏi tâm, cũng chẳng lìa khỏi tâm. Tâm ấy bình đẳng, không có mà cũng có, không đến đi mà cũng đến đi, chẳng phá chẳng hoại, chẳng đoạn chẳng dứt, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng phải chủ mà cũng là chủ, chẳng có chẳng không, dứt bật mọi niệm tưởng thô tháo hay tinh tế, chẳng thuộc văn tự cũng chẳng phải không thuộc văn tự, chẳng phải định cũng chẳng phải không định, không thể thấy mà thấy rất rõ ràng minh bạch, không có nơi trốn mà cũng có nơi trốn, không có nhà mà cũng là có nhà, không tối tăm, không sáng suốt, không tịch tĩnh mà cũng là tịch tĩnh. Đó là không sở hữu, không thọ nhận, không bố thí, trong sạch chẳng nhiễm ô, không tranh giành, dứt bỏ sự tranh giành, chủ yên nơi không chỗ trụ, không nắm giữ, không buông rơi, không phải pháp, không phải phí pháp, chẳng phải ruộng phước cũng là ruộng phước, không cùng tận hay bất tận, lìa cả mọi sự cùng tận. Đó là sự trống không, lìa khỏi trống không, tuy chẳng thường trụ cũng là thường trụ, chẳng phải diệt mất trong từng niệm, không có bụi dơ, không thuộc văn tự, lìa cả văn tự, chẳng phải âm thanh, chẳng phải thuyết dạy, cũng chẳng phải sự tu tập, không thể cân nhắc đo lường, không duy nhất cũng không khác biệt, chẳng phải hình tượng, chẳng phải tướng trạng mà đầy đủ các tướng trang nghiêm, chẳng phải dũng cảm, chẳng phải sợ sệt, chẳng phải vắng lặng hay không vắng lặng, không có sự nóng nảy hay không nóng nảy, không thể nhìn thấy, không có tướng mạo. Như Lai không khởi ý niệm đang cứu độ bất cứ ai nên cứu độ được tất cả chúng sanh, không khởi ý niệm đang giải thoát bất cứ ai nên có thể giải thoát chúng sanh, không khởi ý niệm đang giúp cho bất cứ ai được tỉnh giác liễu ngộ nên có thể khai ngộ cho chúng sanh, vì không phân biệt chia chẻ nên thuyết pháp đúng lý chân thật duy nhất, vì là bậc vô thượng nên không thể xét lường, đồng như hư không chẳng có hình mạo, đồng với tánh vô sanh, không nằm trong ý nghĩa đoạn dứt hay thường còn, thường làm theo một thừa duy nhất, chỉ do chúng sanh thấy có ba thừa, không có sự thối chuyển, dứt sạch mọi sự trói buộc, không đối nghịch, không xúc chạm, chẳng phải tánh trụ nơi tánh, không có những sự hợp tan dài ngắn vuông tròn, chẳng phải các ấm nhập giới mà thị hiện là các ấm nhập giới, không tăng thêm, không giảm bớt, không có sự hơn kém. Thân Như Lai thành tựu vô lượng công đức như vậy, không ai biết được mà không ai là không biết, không ai thấy được mà không ai là không thấy, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, chẳng phải thế gian, chẳng phải ngoài thế gian, chẳng phải tạo tác, chẳng phải không tạo tác, chẳng phải chỗ nương theo hay không nương theo, chẳng phải bốn đại, chẳng ngoài bốn đại, chẳng phải do nhân tạo thành, cũng chẳng phải không do nhân tạo thành, chẳng phải chúng sanh, chẳng ngoài chúng sanh, chẳng phải sa môn, chẳng phải bà la môn, thân ấy là sư tử, đại sư tử, là chẳng phải thân, chẳng phải không thân, là không thể tuyên thuyết, trừ ra một tướng của pháp, là không thể tính đếm, khi nhập Niết Bàn cũng chẳng phải nhập Niết Bàn. Pháp thân Như Lai thành tựu vô lượng công đức vi diệu như vậy. Ca Diếp, chỉ có Như Lai mới biết được tướng ấy, hàng thanh văn duyên giác không thể biết được. Ca Diếp, công đức như vậy tạo thành thân Như Lai chẳng phải là cái thân nuôi lớn bởi sự ăn uống các thứ. Ca Diếp, thân chân thật của Như Lai có những công đức như vậy, làm sao có thể có những sự bệnh khổ suy yếu mong manh không bền chắc như món đồ gốm chưa nung,
Này Ca Diếp, sở dĩ Như Lai thị hiện có bệnh khổ chỉ là vì muốn điều phục chúng sanh. Thiện nam tử, nay ông nên biết thân Như Lai chính là thân kim cang. Từ nay ông nên thường xuyên, thường chuyên tâm suy xét nghĩa ấy, đừng nghĩ đến cái thân do sự ăn uống tạo thành. Ông cũng phải vì người khác mà giảng thuyết rằng thân Như Lai chính là pháp thân. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, Như Lai thành tựu công đức như vậy, làm sao thân ngài có thể bị những sự bệnh khổ vô thường phá hoại? Từ nay con sẽ thường suy xét rằng thân Như Lai là pháp thân thường tồn, là thân an lạc. Con cũng sẽ vì người khác mà giảng rộng nghĩa này. Kính bạch Thế Tôn, pháp thân Như Lai như kim cang chẳng hề hư hoại, nhưng con chưa biết nhờ nhân duyên gì có được thân ấy. Phật dạy: Ca Diếp, do nhân duyên hộ trì chánh pháp mới được thành tựu thân kim cang như vậy. Ca Diếp, thuở xưa ta nhờ nhân duyên hộ trì chánh pháp mà nay thành tựu thân kim cang này, thường trụ chẳng hề hư hoại. Thiện nam tử, người hộ trì chánh pháp chẳng thọ trì năm giới, chẳng tu trình oai nghi, cầm đao kiếm cung tên mâu sóc, mà đi theo che chở bảo vệ cho vị tỳ kheo trong sạch giữ gìn giới hạnh. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như có vị tỳ kheo lìa khỏi những người che chở bảo vệ, riêng ở chỗ vắng vẻ nơi cội cây trong vùng tha ma hoang địa, nên xưng rằng đó là tỳ kheo chân chính. Còn như người tu hành mà có người khác luôn đi theo để che chở bảo vệ, thì nên biết rằng đó chỉ là hạng cư sĩ đầu trọc mà thôi. Phật bảo: Ca Diếp, không được nói rằng đó là hạng cư sĩ trọc đầu. Như có vị tỳ kheo dù đến ở nơi đâu cũng chỉ nuôi thân vừa đủ, rồi lo đọc tụng kinh điển, suy ngẫm ngồi thiền. Như có ai đến hỏi pháp, liền giảng thuyết cho nghe, như giảng về phước đức của việc bố thí và việc trì giới, biết đủ ít ham muốn. Tuy có thể giảng thuyết đủ các pháp như vậy, nhưng không đủ sức làm hạnh sư tử hống, không được các sư tử hầu quanh, không đủ sức hàng phục những kẻ ác phỉ pháp. Vị tỳ kheo như vậy không thể làm lợi ích cho mình và lợi ích cho chúng sanh, nên biết rằng đó là hạng người nhát gan lười biếng. Tuy có thể trì giới giữ hạnh trong sạch, nhưng nên biết rằng người ấy không làm nên việc gì. Như có vị tỳ kheo nuôi thân đầy đủ hoặc thường được sung túc, lại có thể hộ trì những giới cấm mà mình đã thọ, đủ sức làm hạnh sư tử hống, thuyết rộng diệu pháp như chín bộ kinh điển là Tu Đa La, Kỳ Dạ Thọ Ký, Già Đà, Yêu Đà Na, Y Đế Mục Đa Già, Xà Đà Già, Tỳ Phật Lược, A Phù Đà, Đạt Ma. Vị ấy vì người khác mà giảng rộng những kinh điển như vậy để làm lợi ích an lạc cho chúng sanh. Vị ấy lại lớn tiếng tuyên thuyết rằng trong kinh Niết Bàn ngăn cấm các tỳ kheo không được nuôi dưỡng tôi tớ, bò dê, cùng chứa chữ những vật không đúng chánh pháp. Như tỳ kheo nào chứa chữ những vật bất tịnh như vậy thì phải nghiêm trị. Trước đó, trong các bộ kinh khác, Như Lai cũng có dạy rằng như có tỳ kheo nào chứa chữ những vật phi pháp như vậy, tỳ quốc vương nên y theo pháp mà nghiêm trị, buộc phải hoàn tục. Như vị tỳ kheo trong khi dũng mãnh tuyên thuyết chánh pháp như vậy, lại có những kẻ phá giới nghe được cùng nhau oán hận hãm hại pháp sư ấy. Vị pháp sư thuyết pháp ấy ví như có bị hại chết, cũng được xưng là bậc trì giới, làm lợi mình lợi người. Vì nhân duyên ấy, ta cho phép các vị quốc chủ, quần thần, tể tướng, các vị cư sĩ theo bảo vệ người thuyết pháp. Như ai muốn hộ trì chánh pháp nên học theo cách đó. Này Ca Diếp, những kẻ làm tỳ kheo mà phá giới không hộ trì chánh pháp mới đáng gọi là cư sĩ trọc đầu, không được dùng cách ấy mà gọi người trì giới. Thiện nam tử, trong quá khứ cách đây vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, ở tại thành Câu Thi Na này có Phật ra đời hiệu là Hoan Hỷ Tăng Ích, Như Lai ứng cúng tránh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian dài, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thuở ấy cảnh giới của Đức Phật này rộng lớn, trang nghiêm, thanh tịnh, dồi dào, an lạc, nhân dân phổn thạnh, không hề bị nạn đói khát, đều giống như các vị Bồ Tát ở cõi nước an lạc. Đức Phật ấy trụ thế, giáo hóa chúng sanh đến vô lượng kiếp. Sau cùng ngày đến rừng cây sa la, có hai cây sa la mọc sánh đôi mà nhập Niết Bàn. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ ở thế gian vô lượng ức năm, rồi đến khoảng hơn 40 năm trước khi chánh pháp diệt, có một vị tỳ kheo trì giới tên là Giác Đức. Vị này có nhiều đồ đệ theo hầu chung quanh, có khả năng tuyên dương chánh pháp, giảng rộng được chín bộ kinh điển, nghiêm cấm các tỳ kheo không được nuôi dưỡng tôi tớ, bò dê, cùng chứa chữ tài vật không đúng theo giới luật. Khi ấy có nhiều tỳ kheo phá giới nghe ngài tuyên thuyết như vậy, thảy đều sanh lòng ác, họ cầm dao sắc gậy kéo nhau đến bức bách vị pháp sư chân chính ấy. Bấy giờ vị vua trong nước tên là Hữu Đức nghe biết việc ấy,
vì lòng ủng hộ chánh pháp, liền ngự đến chỗ pháp sư, chiến đấu mãnh liệt chống lại những tỳ kheo độc ác phá giới kia để bảo vệ pháp sư khỏi sự nguy hại. Khi ấy thân vua phải chịu nhiều thương tích, khắp người không còn một chỗ nào lành lặn, dù là nhỏ như hạt cải. Tỳ kheo Giác Đức khi ấy khen ngợi đức vua rằng: "Lành thay, lành thay, vua quả thật là người hộ trì chánh pháp, đời sau thân vua ắt sẽ trở thành vô lượng pháp khí." Bấy giờ vua được nghe thuyết pháp xong, lòng rất hoan hỷ, chút hơi từ bỏ cõi trần để sanh về nước Phật A Xúc làm đệ tử bậc nhất của đức Phật ấy. Những nhân dân và quyến thuộc theo vua, hoặc có công chiến đấu hay có lòng tùy hỷ, tất cả đều được tâm Bồ Đề không thối chuyển khi mạng chung, đều được sanh về nước Phật A Xúc. Tỳ kheo Giác Đức sau khi mạng chung cũng được sanh về nước Phật A Xúc làm đệ tử thứ nhì trong chúng thanh văn của đức Phật ấy. Như vào lúc chánh pháp sắp diệt tận nên thọ trì và ủng hộ như vậy đó. Ca Diếp, vị vua thủ ấy tức là ta đây, vị tỳ kheo thuyết pháp chính là Phật Ca Diếp. Ca Diếp, người ủng hộ chánh pháp được vô lượng quả báo như vậy đó. Nhờ nhân duyên ấy, nay ta được đủ các tướng tốt trang nghiêm, thành tựu pháp thân, được thân không hư hoại. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: "Thế Tôn, thân như lai chân thật thường trụ, không phải pháp hoại gì, lòng con đã tin chắc điều đó như khắc sâu vào đá." Phật dạy Bồ Tát Ca Diếp: "Thiện nam tử, bởi nhân duyên ấy, các hàng tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ đều nên gắng sức hộ trì chánh pháp, quả báo của việc hộ trì chánh pháp là rộng lớn khôn lường. Thiện nam tử, vì vậy nên những người cư sĩ nam hộ pháp nên cầm dao gậy mà bảo vệ che chở vị tỳ kheo giữ chánh pháp.